Đây là cô chú ơi, bữa nay mẹ mua cho em chay bằng chải đánh răng mới. Con mở ra đi. Con mở ra đi. Mở ra đây con. Hả? Mở được không? Con có cần mẹ giúp không? Con có cần mẹ giúp con không? Mẹ giúp con nha. Mẹ giúp con mở cái hộp này ra nha. Dạ, dạ đi. Rồi, đứng im đó. Con cảm ơn mẹ chưa? Dạ, khoanh tay lại. Đúng rồi. Em rất là thích cái bàn chải đánh răng bằng máy của mẹ với ba. Rồi nên mẹ chay mới hỏi nha sĩ là có thể mua cho chay được cái bàn chải. Kem đánh răng. Là có thể mua cho chay được cái bàn chải máy chải xài chưa? Bác sĩ nó được rồi. Không sao hết. Rồi biết cái này gì không? Đánh xong là phải chặt bọc bỏ cái bàn chải xuống để sạc pin. Rồi bàn chải đâu? Đây cái bàn chải đây. Con kèm theo ba cái cây bàn chải khác nữa nè. Trời ơi nó dành đó. Con cảm ơn mẹ chưa? Hả? Con có cảm ơn mẹ chưa? Rồi bây giờ mở. Bây giờ mở ra nha, bây giờ mẹ mở ra nè. Con cảm ơn mẹ chưa? À mẹ đi. Nè, đó, mẹ giúp con mà con không có cảm ơn mẹ nha. Rồi, đây nè, cái bàn chải này là cắm như đây nè. Đó. Đánh răng đi, đánh răng đi. Đánh răng đi. Nhìn nghiên cứu, nghiên cứu. Đánh răng nè. Nghe răng ra. Xạo kìa. Trời ơi, bất ngờ quá xạo nè. Thường thường lấy cái bàn chải của mẹ nè. Trời ơi, được bàn chải đánh răng nè. Bất ngờ quá xạo á, bất ngờ quá xạo á. Thấy tự nhiên mình có bàn chải nè. Bàn chải nè, bàn chải biết bàn chải gì không? Bàn chải này là bàn chải của Elsa nè. Frozen. Xạo. Cái con xạo. Cái bàn chải này là của R&B này dây nè. Đó, thấy chưa? Khoe với cô chú đi. Không không. Chừng nào cái bàn cái đầu này hư mới mở mấy cái này nè. Mấy cái này là phải cất nè. Lụm lên mẹ coi. Còn cái kia. Đánh đi. Đây mở lên nè. Bấm này, bấm nút này nè, bấm nút này mở lên nè. Rồi. Thôi bà xạo quá bà ơi, thường thường bà khoái cái này thấy bà luôn, giờ bà xạo. Rồi đây, giờ đánh đi, tắt rồi, đánh đi. Nè, tắt đi, nè, đánh đi, tắt rồi. Đó, đánh đi. Nè, đánh cho cô chú coi nè. Đó. Còn cái bằng, còn cái này là cái gì đây, bubble gum. À, Floray. Không, cái này là con chưa đánh được rồi cha ơi. Cái này là có, con là phải xài cái Floray Free. Cái này con phải 2 tuổi trở lên con mới đánh bằng cái kem này được. Chứ bây giờ con phải xài cái kem của con nít. Cái này để mẹ với ba đánh cho. Hay là để gửi về Việt Nam cho anh hai đánh nè. Tại vì cái này là từ 2 tuổi trở lên mà này để mẹ gửi về Việt Nam cho anh hai Bình Trình đánh nha. Con đánh khác đây. Wow, good job JD. Con cho cô chú coi đi, con cho cô chú coi bằng chải mới. Bấm vô, bấm nút vô, bấm nút vô. Bấm nút. Bấm nút giữa, bấm rồi, bấm vô. Đè mạnh vô. Nè mày chỉ nè, đè mạnh vô. Nó xạo nó đó. Trời ơi, có cái mặt nó kìa. Trời đó, bây giờ nó khoái ra chứ nó xạo đó. Hồi nãy mày đập mở lên cái mắc cỡ đó. Cái dạo này sao cái level mắc cỡ vô đối quá. Bấm xong rồi tắt chứ tại sao để đây? Không được, không được kem đánh răng này. Đi để mày vô mày cất kem đánh răng với cái. Hi. Nè, ăn cháo vô con. Say hi. Đó, cô chú ơi, hôm nay trời hơi tươi mát. Mẹ cho chay đi ra ngoài chơi. Chay, let's go. À. Cô chú thấy chay bữa nay tươi mát chưa?
quá tươi luôn, tươi không cần tưới luôn. Chút ôi dữ chưa. Đâu á? Đi ra thuyền chơi không? Ra thuyền chơi không? Chơi. Đi ra thuyền chơi không? Ra thuyền chơi con. Coi chừng nha, mình phải đi, mình phải nhìn nha, cái này không, đừng đừng có đạp tới cái đó nha. Cái đó không tốt quá, né qua. Đúng rồi. Đi đây. Đấy, 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 đấy. Đi từ từ thôi chứ đừng chạy. Wow, bữa nay nước lên tới tới cầu quá vậy. Chà, trời đất ơi, mấy con vịt này nó lên đây làm quá trời làm luôn. Né ngang, né, né. Đi đường này. Nắm tay mẹ, nắm tay. Rồi. Tao mình đâu? Tao mình đâu? Trời ơi, trời ơi, đứng ngay cái cây đó làm chi trời. Quẹo lửa tới đó nữa hả? Cẩn thận nha. Ôi, có bả kìa. Đi đi chân gì như dịch vậy trời. Đi gì như dịch vậy. Trời ơi trời, chuẩn bị mưa hay gì trời ơi. Mày thấy mày, mày nghe giọt giọt rồi đây trời. Trời tiếc gì mà chán dữ trời. Rồi đi vô. Thôi đi vô. Trời chuẩn bị mưa rồi. Đi vô. Vô đi. Khâm bạc. Khâm bạc. Muốn làm gì. Đó nước có ẻ ẻ. Đi. Đi. Đi vô nhà. Đi đường thẳng nè, nhìn đi phải nhìn đường thẳng. Trời ơi, trời ơi. Cô chú mà thấy con ra đây là cô chú ngồi là cô chú đang thoát tim đó chay. Thoát tim nha, thoát tim nha. Đi vô. Đi từ từ. Rồi, em đã vào bờ thành công cô chú ơi. Gì? Gì nâu? Nâu gì? Tự nhiên đứng lắc đầu nâu. No. Nè bà Su ơi, bà Su có nhà không bà Su? Ha ha, kìa kìa Dolores kìa cháy. Cháy Dolores, wanna say hi kìa. Vô đi con, bước lên đi. You see Dolores? Đó, từ từ thôi. À. Hi. Say. Beautiful. Say hi. To come in. Trời ơi. Okay. Okay. Boy and girl. You're beautiful. You got pretty ears. Yes. What you got on your ear? You got a bracelet. And earrings, pretty, pretty, and your hair's pretty, your dress is pretty, yeah, your shoes are pretty. Say thank you. Say thank you, Dolores. How old is she now? A year and a half. A year and a half? Oh, she's doing good. Yeah. Can you give Dolores a hug, please? Yeah, can you give her a hug, please? No, it's okay. Can you throw me a kiss? Yeah, throw her a kiss. Oh, wow. I'll throw you one, okay? You see my house? This is my house. Yeah. You look pretty. You want to look around? Oh, let me help you. Help you. Put it in there. Put your arm in there. There. Nice. Say thank you. Say thank you. You got bracelet? Bracelet? Ooh, that's nice. Nice, yeah, nice. Now see girl. Bà này tội nghiệp lắm, bà ở Florida. Boy. Tiểu bang cách ở đây 3 tiếng đồng hồ mới bay. Yeah.
Ừ, cái đây là nhà của con bà. Mùa hè bà về đây bà ở vài tháng. Không, nhà này của bà chứ, bà cho con bà ở. Mùa hè bà về bà chơi mấy tháng. Tới cuối tháng 8, cuối tháng 8, cuối tháng 9 rồi bà đi. That's her granddaughter, grandkids. Come, JD, come to her. Did you see that guy upstairs? Yeah. What's her middle? Can you give Dolores a hug, please? Give her a hug. Come on, give me a hug. Yeah. Yeah, give her a hug, JD. Say I am. I'm thinking about. Yeah, that's a boy. Yeah. Can you say hello? Yeah. Wanna say hello? Say hello. Say hello. Nobody's there. No, nobody's there. Wanna say hello? Hello đi chay. Hello. Thế cười bệnh miệng, cười bệnh miệng. It's not a toy, is it? Yeah. Yeah, that's a TV. Yeah. She's beautiful. Thank you. She looks like you. What's her middle name? Sky. Yeah. Yeah. I don't know what that was. Oh, she had something. Oh, Kathy put. She put this on. I said, I don't know where to turn the TV on. She said, JD, no. So she went and put these little things on it for me. Hmm. Agon. Agon. Oh, you're beautiful. How old is she now? A year and a half. Year and a half. Yeah. These are pretty. Your dress is pretty. Yeah. Yes. Shoes. Shoes is pretty too. Say shoes. Shoes. And your earrings. Yeah. Yeah. What? And there's water. Yeah, water. I was drinking water. 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 Nó qua nhà ta nó y như con này tơi vậy. You want to use to say hello? See, that's a TV. Yeah. Cái gì nó không làm bộ nó chỉ vô để nó làm quen nó lấy đó. Yeah, come over there. Come over here and I'll show you a book. You want to read, JD? You want to read? She's going to read for you. What? Yeah, go sit by her. She's going to read for you. Ready, good one, job. Three, woo. Wow, look, she look loves reading. Look at this. Ooh. One. Quiet, say quiet. One, two. Quái đọc lắm, chơi quái đọc sách lắm cô chú. Nó chơi chơi mà hỏi con muốn đọc sách không là. Là lại nằm đọc sách liền. What bunch of mummies, huh? Yeah, fruit. Oh, let's see. What that was. We'll see something. Oh, all done. Oh, there's a girl. See? JD, you don't want to read no more? Nothing good in this book. Oh, look here. Look here. Yeah, no, don't put it in your mouth. Here, look. Look here. Look. JD, look. Look what's in the book. Look, one. Look here. See? One, two, three, four, five, six. Wow. Yeah. Hello, Ray. Hello, Ray.
Say hello. JD, don't press all the button. Off. Okay, say hello. Say hello. Yeah, that's it. Hello. Hello. Say goodbye. Okay. Hello. Say goodbye. Say hi to Daddy. Mm. She's precious. Oh. Hi, honey. Say how hi. Are you? Hi, JD. Yeah. Say hi. Em là áo gì em ơi? Hi, cô chú ơi. Cô chú coi chay nha. Oops. Oopsies. Chay đang ăn cơm. Cô đố cô chú chay ăn cơm với gì? Cho cô chú nha. Baby. Đây. Chay ăn. Chay ăn cơm với thịt chà bông á cô chú. Cho cô chú ăn miếng không? Nè cô chú chay ăn cơm thịt chà bông. Chay ăn nửa chén cơm luôn á nghe cô chú nha. Thịt chà bông của bà ngoại Nhung á, của bà ngoại Nhung ở bên Cali đó cô chú. Chay lần đầu tiên hôm nay là lần đầu tiên chay ăn cơm với thịt chà bông nè cô chú. À cho cô chú nha. Hả miệng bự à. Giỏi. Con chay á mà khi mà nó đau răng á thì cái việc ăn uống của nó rất là khó khăn. Nhưng mà khi mà không đau răng á thì bình thường. Không dám nói, bình thường thôi. Không có khen nha, mà không có khen con nha, mày nói con quá bình thường luôn á. Cô chú coi mấy cái video clip là cô chú biết nó làm sao rồi. Khỏi cần phải giới thiệu. Vì tôi luôn có một chiếc bụng đói. Bụng đói để có thể ăn tất cả món ngon cùng một lúc. Đây. Đàng hoàng. Người mẫu tham ăn. Cơm này mẹ nấu dẻo. Ăn thịt chà bông mặn. Đã quá ta ơi. Còn mỗi năm coi, mỗi năm coi cho ăn thịt chà bông. Mốt mua mơ mốt chay ăn hết rồi cái mỗi năm làm thịt chà bông gửi qua cho chay mỗi năm. Để bữa nào mẹ làm lại thịt cá hồi bờ cá hồi chà bông cá hồi cho con ăn nha chay. Chà bông cá hồi chứ tôi chứ chắc tốt con chà bông này nè. Mình ăn mình phải thay đổi đó ha. Ngon không? Mà ngon không? Ngon không? Ngon hả? Này ngon không? Ngon không? Ngon hả? Con tên gì? Chay gì hả? Con khóc xạo mẹ coi khóc xạo sao? Khóc xạo sao? Không phải cho cô chú ăn à? Khóc xạo đi, khóc xạo sao? Khóc xạo đi nè, khóc xạo nè. Đây nè, ấy nha, bây giờ cười bệnh miệng lại. Cười bệnh miệng lại đi. Cười bệnh miệng lại xạo sao? Không xảo quá. Không làm gì hết. À mẹ đi. Có miếng ăn mẹ chay nó miếng ăn là miếng tồi tàn. Mà tại sao lại tham ăn vậy chay hả chay? Người ta nói chay người ta nói miếng ăn mà không biết sao ngày xưa người ta tại sao gọi là món ăn miếng ăn là miếng tồi tàn chay. Cái câu đó là sao? Mình có được miếng ăn mình mừng gần chết, tại sao gọi là miếng ăn là miếng tồi tàn? Là ý người ta nói không được tham ăn á hả? Tự nhiên giờ nghĩ lại câu đó thấy kỳ kỳ ha. Cái thịt chà bông này không có mặn quá nè. Hả miệng bự. À, cô chú thấy em ăn gần hết rồi cô chú nè. Ăn hồi nãy giờ ăn gần hết rồi thấy không? Nó ăn hết cái nửa chén cơm mình luôn á. Rồi xong cái mẹ cho ăn sữa chua. Ha. Gật đầu đó. Ê, gì vậy? Chưa ăn sữa chua. Trời đất ơi, nói tới sữa chua cái nhả cơm nè, coi vô coi muốn giọng đi nó giọng không? Cái đập quá.
ăn hết cơm mẹ mới cho ăn sữa chua. Rồi giờ xạo rồi đó, giờ tới giờ xạo rồi đó. Trời đất ơi, tôi mới chỉ phỏng đoán thôi. Thôi giờ tắt máy cô chú. Dữ ta. Nè ăn bánh không, mày cho bánh nè. Bánh không? Bánh không? Mơm mơm không? Lại ghế ngồi mày cho bánh. Ngồi xuống, sit down. Sit down please. Không, giờ không có thèm bánh này, ăn no rồi không có thèm bánh này. Thôi con để ba học bài đi con. Không, ngồi đây chơi với mẹ để ba học bài nha. Ba học bài xong rồi ba chơi với con nha. Cái đầu tóc này, đầu tóc mới cởi cái thun cột tóc này, nhìn nó bù xù dễ sao không? Cái đầu chay này mà không có cột lại nhìn nó bù xù dữ lắm. Nhìn gố ben à. Đó, đó, nhìn nó, nó. Đó, nó cái tóc nó. Shake it off, 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 shake it off. Shake it off, 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 shake it off. If you really happy then you clap your hand. 7 7. If you really happy then you stop your feet. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Ears and eyes. Đó, đó, đó. Phải đổ hết ra nó mới chịu ông ơi. Đâu hả? À, đêm nào hả? À? Tự nhiên em bịch ra đó dục trời. Rồi chơi đi. Làm sao? Đúng rồi, xếp vô. Rồi giờ xếp lên bàn hay gì nè. Tính xếp lên bàn hay gì nè. Hồi nãy nó đang xây cao lên cái tự nhiên nó ngã xuống cái nó làm. Đó. Vậy thì trời giỏi quá. Tiếp tục đi con. Để coi chay xây cao được tới đâu rồi. Oops. Dựng lên lại con, dựng lên lại. Đúng rồi. Không sao đâu. Trọng lên, trọng lên. Rồi đầu tóc cũng sủi ghê không. Trời, sắp rồi, sắp rồi. Làm gì giờ, làm gì. Trời, sắp thành không thành hay gì. Chuẩn bị đâu anh hay gì. Sao? Sắp đó làm gì vậy? Ôi, có thương không? Trời ơi, hay ta. Wow, good job, JD. Hay quá. Úi trời ơi, hay quá. Vỗ tay. Trời ơi. Gắn vô con, gắn mạnh vô con. Đúng rồi. Đúng rồi, tiếp tục. Mình phải làm mình tới đâu nghe cô Dung. Wow, good job. Giờ đi tìm cái nào giống giống cái đó nữa. Cái nào giống giống nữa. Tìm cái nào giống giống. Tìm á, tìm cái nào giống giống á. Thì mày phụ con nha. Cái đó hai cái gần. Đây nè, cái đâu rồi, hết giống giống rồi hả? Chịch chà, hết cái giống giống rồi cô chú ơi. Trời, hết thiệt luôn á. Tiếp tục, tiếp tục. Chị đã tìm được một cái gắn khác rồi cô chú ơi. Làm gì? Giỏi quá. Cái đó bậy nha, cái đó bậy á. Cái đó bậy á.
Cho cô mặt qua kìa, cho cô mặt qua kìa. Oops. Giờ con phải làm sao? Giờ con phải làm sao? Mày chỉ con nha. Đúng rồi. Thấy vô. Đúng rồi. Sao nữa? Gắn cái kia lên luôn. Rồi, con gắn nguyên cái này lên đây luôn. Gắn nguyên cái này lên đây luôn. Đây nè, cái này nè, nè, nè. Để im, để xuống, để xuống. Put it down, please. No, 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 no. Here, here, here. Look, look. Con chú con chay nè. Chay đâu rồi ta? Peekaboo. Chay ơi, chay đâu rồi? Chay ơi. Trời ơi, nó chay trời. Cướp. Chay ơi. Chay chay. Giờ chay chay biết là chay chay làm gì không? Chay chay bỏ vô cho mẹ nè. Nè, chơi xong rồi bỏ vô nè. Đó, hốt bỏ vô, hốt bỏ vô bao đi. Đó. Hốt bỏ vô bao mẹ đi con. Hốt bỏ đi con, hốt bỏ vô bao đi con, cất đi con. Giỏi mà mình này mình làm bé giỏi mà. Lụm vô cho mẹ. Lụm bỏ vô bao khóa lại mai chơi tiếp. Nè, lụm bỏ vô con. Good job, chạy đi. Oh my god, you're such a good girl. Chạy đi giỏi quá cô chú ơi. Quá luôn. Thôi, cái video clip này của em xin kết thúc tại đây nha cô chú. Kết thúc bằng màn dọn dẹp của em. Dọn là cũng như đóng xong phim rồi đó. Đó. Phim xong nha, kết thúc bộ phim tại đây nha. Bộ phim hôm nay chạy đi diễn đạt quá. Diễn quá đạt luôn á. Quá giỏi luôn, mẹ kêu làm gì là làm đó y chang luôn, cô chú thấy luôn á. Ăn cơm cũng giỏi. Ăn cơm xong á, ăn hết hai bịch sữa chua luôn cô chú. Rồi, cô chú ơi, cô chú nhớ like cái video clip này cho chay nha cô chú. Bây giờ là 7 giờ tối rồi, mẹ phải làm cái video clip này mẹ đăng lên, chắc video clip mình lên sẽ tới lúc là 8 giờ ở bên này là chắc cỡ 7 giờ bên Việt Nam á. 7 giờ sáng ở Việt Nam á. Em mới tranh thủ mà làm cái video clip và đăng lên cho cô chú chắc là tiếng mấy à. Rồi, xin chào tạm biệt cô chú nha. Cô chú nhớ like cái video clip cho chay, rồi có thể là cô chú có thể share cái video clip của chay lên kênh YouTube của cô chú, rồi cô chú ghi cái nguồn kênh lên để cho nhiều cô chú khác biết thêm chay nha cô chú. Bye bye. Chay chay bye bye cô chú đi chay chay. Bye bye. Không, bây giờ người ta bận rồi, người ta là một cô chú chim non mà gọi là siêng năng làm việc mà. Đó, bây giờ là chú chim non quá bận rồi. Rồi. Bye bye, hẹn gặp lại cô chú vào ngày mai.